Hải Dương. Một tình huống để mất bóng nguy hiểm. Quán thắng. Cánh phải của Ribario. Vẫn là Ribario, quá nhanh quá khỏe, dứt điểm 1-0 cho câu lạc bộ Thanh Hóa. Quá bất ngờ ngay ở phút thứ 8. Đội khách đã vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Người ghi bàn là Kutai Gramos. Một tình huống tưởng như không có gì nguy hiểm, nhưng hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Hải Phòng đã chơi khá trực quan trong tình huống này. Đó không phải là cách chơi phòng ngự mà huấn luyện viên Trương Việt Hoàng mong muốn. Trước khi bàn thắng của Kutai Gramos diễn ra thì Hải Phòng là người chơi chủ động hơn rất nhiều. Nhưng chỉ một thoáng lơ đãng trong cách kèm người và cản phá bóng không dứt khoát, đội chủ nhà đã bị dẫn trước. Chúng ta một lần nữa có thể thấy Ribario có tầm quan trọng như thế nào trong lối chơi của câu lạc bộ Thanh Hóa. Hữu Phúc không đủ sức mạnh để có thể tranh chấp với Ribario, dễ dàng để cho số 11 của đội khách vượt qua và một đường truyền loại bỏ hoàn toàn hệ thống phòng ngự của Hải Phòng, giúp cho Kutai Gramos có bàn thắng không thể dễ dàng hơn. Niềm vui dành cho các cổ động viên Thanh Hóa trên sân vận động Lạch Tray.